Bây giờ là 22 giờ. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 năm 2024. Trân trọng kính mời quý vị nội soi chiếc đài nội địa của hãng Sharp có model là QT77W. Chiếc đài này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất của đất 1.280.000 đồng. 1.280.000 đồng là tiền đài, tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả. Hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Đây, sắp model là QT77 đài nội địa. Lưới này sơn lại rồi, lưới này người thợ trước người ta sơn nhưng không trả phải mình sơn. Đài này mua ở trên Sài Gòn này. Đài này lại ăn điện 220V nhá, ăn điện 220V. Đấy. Cái này FM của nó 108. Đấy. Đấy, FM 108. Con này FM nét lắm. Đây là bên trong này. Con đài này tắm cạn. Tắm cạn chứ không phải tắm nước, chân ốc này. Đấy, chân ốc này. Chỉ có tháo ra, như khi mua ở trên Sài Gòn thì cũng chẳng biết được cái chân ốc nó như thế này. Thì chấp nhận thôi, bởi vì mua người ta không cho tháo ra xem ở bên trong thì cái chuyện mà bị như thế này là chuyện bình thường, chấp nhận. Đây chân ốc này. Đấy, chân ốc người ta hàn này. Nó bị nứt người ta hàn nó vào xong người ta lấy cái dây rút người ta rút đi. Đấy. Đây. Đấy, chân ốc nó bị gãy. Chân ốc nó bị gãy người ta hàn vào. Đây chân ốc này. Đấy, chân ốc bị gãy người ta hàn vào này. Đấy. Thế là một cái chân ốc bị hàn này, hai cái chân ốc bị hàn này, ba cái chân ốc bị hàn này. Đây cái chân này lát nữa mình phải xử lý lại này, nứt này. Đấy. Còn cái chân ốc ở bên đây thì không được cái gì cả. Còn đây là loa. Như thế này mà không nội soi thì làm sao mà biết được nhé, yeah, làm sao mà biết được. Đây, thông số kỹ thuật là 6,3 ohm, công suất đây trở kháng 6,3 W, mặt về chấm mũi trở kháng là 4 ohm. Đấy, công suất lớn nhất là 6,3 W. Đấy, loa 10 cm đây này. Đấy, loa này còn zin thật nên là có chữ Khang 1861. Đây loa thì đẹp lắm, loa đẹp lắm. Đấy, côn của nó đây. Thôi khỏi xoài, đã có chữ ký ở đấy rồi thì tôi khỏi xoài. Xoài của đi Tết Congo, xoài này nó cũng mất thời gian lắm. Đúng ra chỉ có để cái đài lên bàn cái này, cắm điện test radio cassette này. Này, đấy. Loa này thì loa này là loa zin của đài Sharp QT77 nhá. Loa zin bên này thì cái chữ nó hơi mở. À. Loa thì đẹp tuyệt vời. Loa thì đẹp tuyệt vời. À. Ôi giời, côn loa này. Đấy, côn loa này. Loa zin thật là như thế đấy. Đấy, với keo xanh xanh của nhà sản xuất đấy. Thôi, khỏi xoài, thế thôi. Đấy. À, cho cụ xuống đây đã. Cho cụ an tọa ở dưới này đã. Đấy. Tiếp theo đến đây là cái vỏ đằng sau. Vỏ đằng sau. Nắp pin vẫn còn. À. Mazda in Japan. Sharp QT77W. Đấy, nguyên bản của nó là đa cầu điện đây này. AC. Đấy, đa cầu điện. Mazda in Japan. Anten này.
Đây là mặt ở bên trên này. Đây, mặt ở bên trên thì nó cũng có bị sơn nó loang lổ đây. Đây là bên trong, cái này thì lại không bị gãy chân ốc. Này chân ốc này. Tiền. Đấy, chân ốc này. Cái này thì không bị gãy cái chân ốc nào cả. Này. Đây là nguồn. Này, nguồn zin. Nguồn zin nhá. Này, bên trong nguồn zin. Bên trong nguồn zin là sáp QT77W. Cái răng này chẳng biết à, cái răng này nó rắc để cắm vào phên phỉ. Nên đang định bảo cái răng này chẳng biết là cái răng gì. Đấy, đã tiếp tục cho cụ an toàn đây. Đây là bộ phên phỉ đây. Bộ phên phỉ chính. Đấy, bộ phên phỉ chính. Khang đây rồi. Bộ phên vỉ này thì có sửa lại cái chỗ cái phần công suất này này. Đây, phần công suất này. Đấy. Nãy nó bị lệch vế. Nãy nó bị bên to bên bé. Thì nó cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Đấy, con IC công suất này hai đường này, nó kê qua con tụ để nó xuất ra loa. Thì con tụ nó kém chất lượng nhá. Thì nó nói bé nhưng chẳng có gì ghê gớm cả. Đây. Bàn chiết áp này vẫn còn hoạt động bình thường. IC công suất thì chữ bé lắm không đọc được tên. À đây. Đây lại lấy cái kính lúp mới đọc tên. TA 72 72 bao nhiêu đây? Thôi khỏi. Đồ đài chứ có phải mua IC đâu mà đọc IC. Chữ nó bé lắm. Chịu chả đọc được. Ba mươi năm, 40 năm về trước mắt nó còn tinh thì nhìn nó còn dễ, giờ thì chịu. À, đưa kính lúp vào rồi còn chả nhìn thấy thì chịu. Bỏ qua. Đấy, đây là tấm cạn. K1861. Đây là vỉ radio. Vỉ radio. Đấy, vỉ radio. Tiếp theo sang đến hai cái bộ cơ nữa là hết phim. Đây bộ cơ cửa A đây, cửa A đây, cửa B đây. Đấy. Theo cái hướng ta nhìn vào, mình nhìn vào cái đài thì bên đây là bên phải, bên này là bên trái, đúng bộ cơ luôn, lắp vào luôn. Bộ cơ này thì xin thưa tới quý vị, bộ cơ của đài sáp QT77W này, nó cũng giống cái con QT77MK2, bộ cơ cũng chạy bằng cao su, nói chung là cứ QT77, để nó dòng QT mà sáp QT77 suy QT88 cũng chạy vòng cao su. QT90, QT94, QT95, sáp GFA10. Nhiều lắm. Đây, bộ cơ chạy vòng cao su, đây vòng cao su đây. Đấy, vòng cao su đấy. Cái vòng cao su này nó mà mòn hoặc là nó chai là nó trần vân trượt. Có thế thôi. Đây là mặt đằng sau đây. Đây, motor zin, motor zin. Đây, motor zin. Đây, sáp này. Đấy, motor zin nhá. Ô, xoay sang cái bộ bên này nữa. Đây, xoay sang cái bộ này nữa. Đây là cái bộ cơ bên phải đây, cửa B đây.
cửa nào cũng như cửa nào, hai cửa đều chạy vòng cao su hết. Đây cái vòng cao su đây này, đấy bên trong này, đấy vòng cao su đấy, vòng cao su ấy nó cọ cái thằng cu này đấy. Đầu tư thì sáng choang, nghĩ đầu tư đấy, để mua từ zin đây sắp đây đấy. Đây là mặt đằng sau của bộ cơ đây. Đấy. Cái bộ cơ này thì cái người thợ trước chứ cũng không phải mình. Đây. Đấy, người thợ trước người ta xử lý cái bánh này này. Đấy, người ta xử lý cái bánh này, người ta bôi keo rồi, người ta xử lý vào nhưng mà người ta vẫn sợ nó rơi ra. Đấy, nên là người ta cắt cái này. Đấy, cắt này là cắt cái inox, cắt hẳn cái inox. Đấy, để người ta giữ ở đây. Đấy, ví dụ bây giờ nó mà có tuột ra thì cái này nó hãm lại. Đấy. Đấy, đây là cái người thợ trước người ta sửa chứ mình cũng không sửa. Bây giờ nó đang hoạt động tiếng nó chuẩn nên chả làm sao mà phải động được cả. Đấy, chỉ có thay dây curoa thôi nha. Thôi, đã mời quý vị và các bạn xoay nội thất chiếc đài Sharp QT77W, giá là 1.280.000 đồng. Tình trạng hoạt động sau khi cho ăn điện 220V thì radio là trong veo nhá. Radio trong veo, trong như nước mưa. Mạch tiền khuếch đại chỉnh âm sắc hoạt động bình thường, ba lăn kè tách loa hoạt động bình thường. Không có sột soẹt gì cả. Tiếp theo đến băng cassette hai cửa băng hoạt động bình thường, trần văn chuẩn, dây cura bánh tì thay rồi. Con này không biết có lấy in không? Con này như kiểu có lấy in, à đây có lấy in. Đấy, con này có đường lấy in này này. Và đương nhiên là lay in thì phải hoạt động bình thường nhá. Chứ có điều bất bình thường là thóc, thóc nó mềm mại và êm ái. 1.280.000 đồng là tiền đài, tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn, thân ái chào tạm biệt. Merci, merci beaucoup.